xin chào mọi người, ngày hôm nay sẽ tham gia chương trình 24 giờ thử yêu. Đây là chương trình và là Sĩ Thanh sẽ là một nghệ sĩ nam nữa. Mà quan trọng là Sĩ Thanh không biết người đó là ai. Đây là format của chương trình mà khi mà Sĩ Thanh nghe mời thì Sĩ Thanh cũng rất là hồi hộp, lo lắng và cũng cảm thấy rất là thú vị. Tại vì Sĩ Thanh sẽ cùng một nghệ sĩ nam mà Sĩ Thanh không biết mặt người đó là ai luôn. Người Sĩ Thanh thích cũng có thể là người Sĩ Thanh không thích ở trong cái showbiz này. Và có thể là đẹp xấu ra là cũng không biết luôn. Xin chào tất cả mọi người, mình là Harry Lu. Harry thích cô gái hiền lành, có hiếu với ba mẹ, yêu gia đình, yêu động vật và có cái sự đam mê riêng của mình. Tại vì người đó sẽ có sự đam mê của mình thì người đó phải đồng cảm với Harry, là Harry chắc chắn sẽ cũng có cái sự đam mê riêng của Harry. Thì Harry hy vọng là trong tương lai hai người nếu có hẹn hò nhau thì bạn đó sẽ hiểu cho Harry một xíu về đam mê của Harry. Đam mê của Harry là đóng phim và chơi game. Em có viết một bài hát muốn dành tặng cho một người. Tôi cảm thấy chị đang bị anh ta áp chế. Nếu tiếp tục như vậy, chị sẽ không bao giờ cảm thấy thoải mái. Thiệt luôn hả? Thiệt luôn hả? Trời ơi, sao là Harry vậy? Chết rồi. Bị ngại thật sự nha mọi người ơi, bị ngại quá nè. Để Harry với Sĩ Thanh là quen nhau, biết nhau lâu lắm rồi. 7 năm. Gì 7 năm dữ vậy? Hôm kia mới có một tấm hình. Hôm kia Harry nhắc lại một tấm hình nhắc lại. 7 năm trời. Hay là Harry nằm dùng nè? Không hề. Harry nằm dùng đúng không? Thực ra là lúc xem phim rồi Harry để ý ra nè đúng không? Đừng có chọc vậy ngay. Thì không biết trả lời sao luôn. Không trả lời sao thì trả lời thiệt chứ sao. Hôm nay là show hẹn hò thử yêu đó. Tại vì bình thường Harry là một người rất là ít nói. Thanh biết mà, đúng không? Biết. Thanh tới lâu chưa? Gì mà kỳ vậy? Thì hẹn hò mà nữ tới trước mà ngồi đợi nữa là sao? Chương trình có lộn không vậy? Cho tôi hẹn hò với ai mà kỳ vậy? Không biết người đó là ai còn tới trễ nữa chứ. Đây là cái điều bất lịch sự nhất trong hẹn hò luôn á. Là nam phải tới trước, ít nhất là phải tới trước chuẩn bị đồ sẵn hết. Còn xong giờ tôi tới đây, tôi kêu nước, tôi kêu trà, tôi ăn bánh đá đều chưa thấy nam hết. Cái này tôi hơi bị mất giá nha. Kiểu này là hẹn hò mới được cho chương trình. Kỳ lắm luôn á. Con này nhạt quá. Thiệt luôn á, xin lỗi. Hồi xưa á, anh nhớ là lúc mà gặp Harry đầu tiên á, ở cái chỗ hơi tối. Chỗ đó hơi tối nhưng mà lành mạnh. Tại vì ánh sáng nó hơi tối thôi. Ok. Anh nhớ là Harry có khen Sĩ Thanh đẹp. Đúng không? Thì có. Tại vì chuyện này là chuyện ai cũng biết. Lại đẹp mình khen đúng không? À, Sĩ Thanh nhớ lần đầu tiên mà gặp Harry là
hồi xưa Zen có một cái mini show. Lúc đó là Harry là người mẫu. Đúng rồi. Đúng không? Chị nhớ kìa. Dạ, thiệt. Lúc đó Harry có biết hay không? Biết. Biết hả? Nổi tiếng mà. Nổi tiếng. Hâm mộ lắm. Hồi xưa lúc đó Zen cũng có lúc bây giờ cũng thấy Harry. Tại vì lúc đó là Harry cũng là hot teen. Sau lúc đó Zen nghĩ ở ngoài ở ngoài sao? Ở ngoài cao ráo. Ok. Ừ, bây giờ với lại da hơi mụn. Kiểu tuổi gì thì á, nhưng mà bây giờ da đẹp hơn nhiều. Yeah. Thank you. Nhưng mà Harry tác lên cái vẻ rất là soái ca nha, dễ thương. 7 năm trước tình bạn của chúng ta 7 năm, nhưng mà công nhận Thanh bây giờ đẹp hơn. Ngày càng đẹp. Ngày càng đẹp hơn. Kiểu 7 năm trôi qua mà không thấy khác. Không thấy khác hả? Ừ, đẹp già hơn. Đi không? Không, không hề luôn. Không hề lúc giờ đẹp rồi. Hồi xưa kiểu ốm quá. Ốm quá à? Ừ. Ok. Nhưng mà bạn nam thích Harry... các bạn nữ hơi tròn tròn. Hồi xưa mình cũng hay đi. Ủa có hay không? Cũng thường xuyên đi. Hồi xưa đi uống trà sữa. Trà sữa, đi uống trà sữa. Xong rồi đi hát karaoke. Hát karaoke. Xong rồi Harry kiểu fan hâm mộ cứ ngồi nghe Sĩ Thanh hát live. Hồi xưa thích nhất là nghe Thanh hát bài tiếng Anh. À, cái bài tiếng Anh hả? Có hát cho Harry nghe hả? Có. Ôi, lâu quá, quên. Đam mê quá mà, đâu có biết ai đang nhâm đông. Ai? Mình đâu lại cái điểm xưa, giờ mình mở ra, mình chính thức làm nhiệm vụ đi ha. Ok. Harry đọc đi. Chắc để Harry đọc không? Được. Giọng Harry dễ thương, đọc cái này vui. Chào mừng hai bạn đến... đến với 24 giờ thử yêu. Từ bây giờ các bạn đã chính thức thành một cặp đôi. Gì? Rồi hả? À, chào mừng hai bạn đến với 24 giờ thử yêu. Okay. Từ bây giờ các bạn đã chính thức trở thành một cặp đôi. Vì vậy, hãy thể hiện cử chỉ của một cặp đôi thường làm nhé. Đây là quán cà phê tình nhân. Tức là hai mình là bạn trai bạn gái. Bạn trai. Ủa, liền luôn hả? Bây giờ luôn đúng hả? Đúng vậy. Nè, thế nào Harry? Action. Nói nghe nè. Gì vậy? Nói nghe nè. Nè, anh. Không phải, tại sao? Anh có biết điện thoại hả? Nhưng mà anh cho em chờ nãy giờ. Anh làm gì vậy? Anh phải là làm tóc. Xong rồi phải make up nữa. Make up là làm tóc cho nó đàng hoàng. Anh nói hẹn hò nhau mà phải chạy chút như vậy luôn hả? Ừ. Thế là có công em buồn. Em buồn hả? Bây giờ em chờ em mới buồn mà. Thôi anh làm gì để bù đắp lại cho em? Anh muốn làm gì để bù đắp lại? Bây giờ mình có thể trao đổi sự thích của nhau. Không, hẹn hò đã biết rồi. Mình hẹn hò bao lâu rồi? Khùng quá. Ok, tại vì Harry phải thừa nhận một chuyện là Harry đã ế quá lâu. Bây giờ Harry không có biết. Hồi xưa Harry yêu lần cuối cùng là bao lâu? Hồi xưa anh yêu lần cuối cùng là ai, ở đâu, với ai, khi nào? Lần cuối cùng... Thôi mình đừng có nhắc đến chuyện này được. Nói chung là cũng cỡ 4 năm mấy rồi đó. 4-5 năm rồi Harry độc thân. Wow. Yes. Bây giờ thì cặp cử chỉ của cặp đôi thường hẹn hò làm cái gì? Thường thường là bạn nam sẽ chụp hình cho bạn nữ để bạn nữ có mấy tấm hình đẹp để sống ảo trên internet. Đa số couple bây giờ là như vậy. Hiểu rồi, tức là những người mà Harry yêu trước đây rất sống ảo. Không được nói vậy. Bị chửi, nghiệp. Thôi nào, ok, Harry chụp tay anh đi. Ok, vậy mình đứng lên đây nha. Ok. Kiểu bây giờ là mình phải đọc người ta mới thích, hiểu không? Ok. Xin lỗi. Rồi, qua đây, rồi. Nói chung là Thanh đẹp xinh rồi. Để tôi xem. Đây. Nhưng mà bình thường phải chụp mấy cái này. Vậy mới là sống ảo. Đúng không? Yes. Harry rất nhanh nhá.
phần diễn. Ok. Vậy mình làm gì nữa? Thường là Harry thích người yêu làm gì cho mình? Thích bạn gái làm gì? Thường thường hả? Thường thường Harry thích ngồi ngắm bạn gái thôi, không cần làm gì hết. Nói thiệt nữa, đang nói thiệt. Nói thiệt đó hả? Ừ. Ngồi ngắm thôi. Ừ. Chứ... không làm gì luôn. Chứ bình thường người ta sẽ như thế nào? Yêu nhau người ta làm gì? Ngại lắm. Xích vô à, bình thường mình không có xích cái ghế, nhưng mà mình xích cái mông của mình thôi, không kiểu từ từ giả bộ không biết gì hết, xong rồi tự nhiên nó vậy. Tự nhiên nó vậy. Thường thường Harry nhìn thôi. Hèn lắm. Đang là người yêu nha. Harry bị làm sao quá. Harry thích con gái chứ hả? Harry thích con gái, Harry thề. Nhưng mà Harry không có hiểu, là Harry thật sự Harry không hiểu là cái khái niệm chủ động là nó sẽ như thế nào. Chúng có con trai gì đâu chủ động, không biết gì. Thiệt luôn á, Harry nghĩ là hôm nay Harry sẽ học được rất nhiều thứ. Ừ. Thì mấy cái này toàn là mấy cái tiềm yếu của Harry không. Muốn về nhà. Kiểu như là sao đây là người yêu. Ừ. Chứ không phải là cô giáo dạy đi cô gái. Không, ok, phải vấn đề là tôi mà tới đây là dạy cho anh đi cô người khác. Gặp Harry sao? Thanh phải rất là vui. Tại sao ạ? Tại vì Thanh sẽ rất là yên tâm, tại vì Harry sẽ không có đi cua người khác được, không thể nào cua được ai hết, đúng không? Thì không chứ làm sao. À, thế là yêu một người yêu vậy cũng có một cái lợi thế. Đó là người yêu của mình sẽ không biết chân thật á hả, kiểu không biết đi cô gái, không có chung sợ thu, mèo mỏ chung hả? Chung thủ suốt đời luôn. Only you. Only you. Only you. Rồi bây giờ tới qua giai đoạn 2. Nhiệm vụ 2, chính thức hẹn hò. Giờ mới chính thức nè. Ờ, hồi nãy là kiểu flirt. Ok. Hai bạn sẽ đến trung tâm thương mại để trải qua một buổi hẹn hò theo phong cách sinh viên. Cái này rất hợp với Harry mọi người ơi, chương trình này đặt ra cho Harry. Sao vậy? Harry như một tờ giấy trắng không biết gì cả. Sinh viên học sinh nó mới kiểu như vậy, Harry hiểu không? À. Sinh viên học sinh nha. Ok. Không biết gì hết. Theo phong cách sinh viên, với số tiền được cung cấp là 200k. Harry hãy thể hiện tình cảm của mình với bạn gái đi nhé. Ý là thể hiện tình cảm của mình với bạn gái bằng 200k. kiểu mà hẹn hò sinh viên học sinh hồi xưa á. À. Đưa mình ngược lại cái thời gian mà mình còn nhỏ còn trẻ thì mình sẽ làm gì, giống hồi thời mà Harry đi học ở cấp 3 á. Thời mà đánh bóng rổ chiền á. Ok. Đó. Hiểu. Bây giờ mình đi đâu đấy? Mình đang trên đường đi trung tâm thương mại nào đó, nhưng mà Harry sẽ đầu tư 200k đó vô cho Thanh hết. Thì nãy Harry nói rồi, cái sở thích của Harry là ngắm bạn gái. Lâu lắm không có rồi cho Harry ngắm. Ngắm đại, ngắm nở. Sao ta? Thường đi trên xe mà hẹn hò mình sẽ làm gì nhau ta?
giận Harry có sở thích giờ người yêu. Không, Harry không biết Thanh có cảm giác này không, nhưng mà Harry cứ Harry nghĩ là cái khoảng thời gian mình nhìn vô người yêu của mình đó, không cần làm gì hết nó hạnh phúc đó. Thì cứ nhìn, nhiều khi bạn nó đang ngủ thì mình cứ nhìn cũng Harry cũng thấy cái khoảnh khắc đó Harry nó rất là đáng quý. Lãng mạn, kiểu như nhìn trong mắt nhau là có feeling, có cảm giác rồi, cảm thấy đủ rồi đúng không? Thích đi đâu đúng không? Chính xác. Thành thích con trai hay con gái? Cái gì? Để con á. Thích con gái là con trai, mà thích con gái trước con trai sau. Harry nghĩ là con trai trước con gái sau. Con trai trước con gái sau à? Tại sao? Lý do đầu tiên là thường thường á, anh trai sẽ chăm sóc cho em gái. Em gái. Em hai bé bao nhiêu rồi chị? Dạ, bé của mình là 120 ngàn. 130 ngàn tiền chưa về là 130, nhưng mà em sẽ hỗ trợ tiền về cho mình. Còn 240. Chương trình có 200 nghìn ạ. Mình giữ hóa đơn vào trong. Rồi xong, còn nợ chính, còn nợ 40 nữa. Buồn lắm. Em đi về xe bao nhiêu? Hả? Thanh đi về xe bao nhiêu vậy? 35. Tinh tinh. Tới rồi, tới vậy nè. Chờ không? Vừa. Này Harry biết mang nhiêu không? À, đi rồi. Chật xíu cho an toàn. Harry giống như là một trang giấy trắng, Harry không biết gì hết trơn. Harry khá là nhút nhát, nói chung là nếu là bạn trai thì Harry hơi bị nhút nhát nè. Nếu mà ai mà ở ngoài người yêu mà gặp gỡ Harry, nếu mà thích Harry thì người con gái đó phải chủ động. Tại vì chờ anh chàng này chủ động cũng hơi bị lâu. Nhưng mà đi chung một ngày thì thấy Harry nhẹ nhàng, tình cảm, dễ thương. Nhiều lúc Harry bị trong chuyện tình cảm sẽ nghĩ là Harry nghiêm túc quá, có một cái nhìn lâu dài với bạn gái mình, chứ không phải là kiểu chấp nhoáng. Vô trong lớp là té đó, hay là bắt đầu là chơi luôn á. Thôi, cái nấm lai nổi không? Em một tay. Sao có thể để hai người chưa bao giờ chơi? Có chơi rồi mà không biết đi thôi. Rồi, đi về phía trước nha. Nếu mình không biết đi thì thứ nhất cái chân mình đi giống như là đi bộ với chú. Đi bộ vậy đúng không? Harry mấy ký nhỉ? Harry 79. Wow. Ăn gọi Harry có té cho người ta là 79 ký đèn. Vậy có gì nếu Harry sắp té thì Thanh cứ đè Harry xuống đất. Ok, hợp lý không? Hợp lý. Wow. Anh có 42 ký thôi. 42 hả? Ôi, một nửa. Một nửa. Rồi mình đi một vòng chắc tối luôn á. Kiểu như tưởng tượng của Thanh là
phải Harry phải xanh điệu lắm á, Harry phải nhắc Harry là xanh điệu đó, kiểu như là bung bê lên trời rồi, chứ phải hai mặt hàng vậy đâu. Từ Harry phải giỏi, thể ra Harry phải chơi cái này giỏi lắm chứ, thể hiện nè. Rồi, đi Để xíu, đây là vị trí. Ok. Ừ. Sao? No. 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 Sao đẩy Harry ra vậy? Kiểu như Harry bị đuổi bắt thôi không? Dạ, Harry té một mình. Harry! Tự nhiên đẩy Harry ra thôi, té. Kiểu mình phải lãng mạn kiểu thế nít nó hơi Harry. Kiểu anh phải đứng cái này đây. Ok. Ở đây đi. Jake. Jake and Gross. You jump, I jump. Rồi, ok. Được không? Rồi. Từ từ để hãy lấy trọng tâm. Ok. Xong rồi sao? Thì mình cứ bước thôi, giống như mình đang tưởng tượng mang trên tàu, phải không? Okay. Cao luôn, ốm mập thì Harry không quan trọng. Harry cũng thuộc loại mẫu dễ tính đó hả? Đúng rồi, quan trọng là cảm giác. Sẽ anh thích con trai lãng mạn. Lãng mạn. Ừ. Harry loại rồi. Loại từ option đầu tiên. Yêu động vật nè. Yêu động vật có. 10 điểm luôn. 10 điểm luôn hả? Thích cháu mèo không Harry? Cháu mèo luôn. Thôi mình đi ăn kem đi, qua bên kia. Chỗ này dễ thương quá à, quán này dễ thương. Quán đẹp ha. Có gấu nè, hay vô đây ăn kem đi. Ăn kem gì đây? Harry sẽ ăn kem gì? Đoán đi. Để xem đoán nha. Chocolate? No. Mint. Ok, đúng. Harry thích ăn mint và hà. Mint hả? Ừ. Hai lần đoán là đúng rồi. Trời, sao Harry đoán thích ăn gì? Trên đây thôi nha, trên đây chỉ có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cho Harry 3 lần. Matcha. Matcha. Suy nghĩ. Đúng. Harry không đứng đó sao quá à, đi đây nè. Đó. Úi dạ. Đẹp nha, đẹp nha. Cái này cũng lãng mạn cái bộ. Ừ. Dễ thương. Đầu tư nhờ. Hồi xưa mà cặp đôi mà yêu nhau là nó thích vô những chỗ nào mà tốt thôi không? Chỗ nào đông là thôi chia tay luôn, không bao giờ vô. Kiểu để dễ thế thì tình cảm dễ tâm sự, dễ nói mấy cái chuyện thầm kín xấu hổ. Xấu hổ kiểu mấy cái chuyện kiểu anh rất là yêu em này nọ, kiểu đông người quá nói ra ngại chứ bộ. Ủa bây giờ mình đang yêu nhau mà phải nói những cái điều đó chứ. Rồi. Đúng là chắc chắn phải nói, nhưng mà nếu đối diện mình nếu đang ngồi nhiều người nó kỳ lắm. Anh thích em chỗ nào?
chỗ nào? Đang hỏi thiệt đó hả? Dễ thương, năng động, ăn mặc đẹp nè, có tài năng nè, biết yoga nè, tập gym nè, yêu động vật nè, đúng không? Gì nữa? Điểm gì của em làm anh thu hút quá? Thu hút hả? Kiểu mấy người ta hay kiểu tâm sự là hay anh thích em điểm nào nhỏ. Cái tính tình của em sao? Ôi, hiểu rồi. Hiểu hả? Nó hả? Ừ. À, trước khi ăn cái này Harry xin nước suối để mình trước khi đổi cái vị mình uống nước suối xíu cho nó ok. Harry từ đầu bếp ra hả? Chuyên nghiệp. Chuyên nghiệp. Harry mà tới là anh ăn hai ly rồi. Mọi người, cái đàn ông sao cầu kỳ phức tạp vậy? Anh có thể bớt cười không? Hả? Sao cười vậy? Đẹp quá. Ủa? Sao nó mất nguyên? Chị mới hiểu là Kim nó nhiệt độ không khí nóng lắm mà. Hiểu không? Nó đang đi đâu rồi? Thôi đi chơi ăn bữa nào luôn hả? Chưa. Sao tan kìa? Tất cả là phải dành cho Thành ăn trước. À. Ok. Tất nhiên mình chưa ăn nha. À. Chưa ăn viên kẹo nào mà ngọt ngào đây vậy, cho đẹp bút cho ăn nữa. Rớt hút mắt. Rớt hút mắt. Sao Harry không hỏi thăm đi? Sao Harry không hỏi thăm là thích Harry chỗ nào? Anh trả lời đi. Biết nãy giờ suy nghĩ nhiều lắm rồi. Mà sao không hỏi? Tại vì Harry biết là... À. Không, Harry biết chắc chắn Thành sẽ hỏi. Tại sao Harry không hỏi? Xạo, người trong kế xạo, xạo. Không tin đâu, xạo. Ok, vậy đi. Em thích anh chỗ nào? Em thích ánh mắt không? Mỗi khi nhìn em. Thiệt. Tại sao? Tại vì em biết mỗi lần anh nhìn em vậy, anh đang mê em. Thiệt má. Thì đúng đam mê mới nhìn, đúng không? Ánh mắt có một gì đó, một giây phút nào đó. Ừ. Em thấy được một cái gì đó. Em thấy em trong mắt anh. Ừ. Vậy là em... Chứ là em thích anh mỗi lúc anh ngớ ngẩn. Ngớ ngẩn. Ừ, kiểu như anh không biết. Anh không biết gì cả. Ừ. Là em thích cái vòng chân mày của anh. Chân mày rất đẹp, kiểu ngớ ngẩn nó hơi ấy hình chữ ớ vậy. Kìa tôi kìa ngơ. Được khen, lâu lâu được khen ngại quá. Uống miếng nước thì lấy hơi à? Ừ? Uống chừng miếng nước thì bình tĩnh lại hả? Bình tĩnh lại. À, em thích nụ cười quá. Em thích mỗi lúc anh cười mỉm. Anh rất hay cười mỉm luôn. Đúng không? Cười mà kiểu nhất một mép rồi nè. Uh-huh. Mép nó dài lên tới mang tay á. Ghê quá. Có cười quá. Còn gì nữa không đâu. Nhưng mà anh gian xạo. Thiệt. Nhưng mà Harry không có gian xạo. Ok. Đã nhiều người nói. Kệ bị ngó. Kệ.
đi hẹn hò với ai hết. Rất ít cơ hội đi hẹn hò với một cô gái nào. Bình thường Harry thì chỉ ở nhà hoặc là đi quán cà phê, tập gym, công việc vậy thôi. Hôm nay chỉ là thử yêu thôi, nhưng mà thực sự Sita mang lại cảm giác cho Harry rất là một cảm giác rất là mới và vui. Bởi vì rất lâu rồi Harry không có ngồi kế bên một cô gái nào, xong rồi mình cứ suy nghĩ làm sao để tạo ấn tượng cho bạn đó, làm sao để bạn đó vui. Nói chung là hôm nay rất là vui.